thường hỏi mình là lý do vì sao mà mình đổ quýt ship rồi mà mình lại tiếp tục lên cái tay côn gear speed này để làm gì. Tại vì quýt ship thì đâu, ví dụ như mình sang số mình đâu cần bóp côn đâu, là làm gì cần gì phải đổ tay côn. Thì đây, đây là câu trả lời của mọi người nữa. Gặp những tình huống kẹt xe như thế này thì rõ ràng các bạn thấy cái tay, một cái tay côn độ, ví dụ như gear speed ở đây, thì nó sẽ lợi hơn rất nhiều so với một cái tay côn zin. Đó, gặp những tình huống kẹt xe như thế này thì cỡ nào mình cũng có thể xử lý được mà không sợ bị mỏi. Thật sự là cái con gear speed này sau khi mình thay vô, mình thấy mình mới gặp những cái đường này, mình mới thấy cái giá trị của nó các bạn. Đó chính là nó êm hơn, nó nhẹ hơn rất là nhiều so với những cái bộ côn zin ha. Tự nhiên á, đang đi về ngon lành, cả một buổi cà phê dài không mưa, tự nhiên về tới nhà cái là bắt đầu mưa, không hiểu luôn á. Thật kệ. Bình thường mình để túi hết bình xăng là mình để nó để áo mưa ở chổng, để áo mưa với giày đi mưa ở chổng. Mà giờ cỡ này vậy thôi mình cũng chịu. Trời ơi là trời, nó cũng kẹt xe nữa chứ, nó khổ chứ. Coi kìa, quá tay luôn á. Trời đang nắng ngon lành.